Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta biết sin 2x đó chính là 2 sin x cos x. Tiếp tục, chúng ta sẽ sử dụng tích phân đổi biến. Mình sẽ đặt u bằng 2 sin x bình phương cộng 3. Sau đó chúng ta đạo hàm cho hai bên. Đạo hàm của sin x bình phương là 2 sin x cos x. Đạo hàm số 3 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không có thêm số 2 ở đây. Như vậy mình phải chia 2 với cho số 2. Tiếp tục, mình phải đổi cận. Chúng ta có x bằng 0. Chúng ta sẽ lấy số 0 ở đây. Chúng ta thế vào đây. Chúng ta sẽ có 2 sin 0 bình phương cộng 3. Thì chúng ta sẽ có u bằng 3. X bằng pi chia 2. Chúng ta thế pi chia 2 vào đây. Sin của pi chia 2 bình phương là 1. Như vậy 2 cộng 3 ra 5. Như vậy, số 0 chúng ta đổi hình số 3, pi chia 2 đổi hình số 5, cục này đổi hình chữ U, 2 sin x cos x dx chúng ta đổi hình cục này. Và đẩy 1 phần 2 ra bên ngoài. Tiếp tục, ở đây là U và U, chúng ta chỉ cần đổi lại x và x thì giá trị của cục tích phân sẽ không thay đổi. Chúng ta thấy rõ tích phân chúng ta có từ vị trí số 4, nó thay đổi phương trình. Trong khi đó chúng ta bắt đầu từ số 3 cho đến số 5. Như vậy chúng ta sẽ tách cục này thành hai cục tích phân. Từ số 3 cho đến số 4 và từ số 4 cho đến số 5. Tiếp tục. Fx, chúng ta sẽ có cục nhỏ hơn số 4 thì chúng ta có cục này. Và chúng ta sẽ thế cục này vào đây. Còn cục này là cục này. Và chúng ta sẽ thế cục này vào đây. Tiếp tục, chúng ta có công thức nguyên hàm. Thì cái này chúng ta chỉ cần áp dụng công thức và sau đó lấy mấy cận này nè, bỏ vào giá trị đó là chúng ta sẽ xong bài luôn. Nguyên hàm của x mũ 3, chúng ta thế số 3 vào đây thì chúng ta sẽ có 3 cộng 1 là 4. Như vậy chúng ta sẽ có là x mũ 4 chia cho 4. Và tiếp tục chúng ta có x mũ 3 chia cho 3 và x bình phương chia cho 2. Trong đây chúng ta sẽ có cận từ số 3 cho đến số 4. Tiếp tục, nguyên hàm cái cục này là chúng ta sẽ có x bình phương. Cục tiếp theo là chữ 4x. Và chúng ta sẽ có cận từ số 4 cho đến số 5. Và chúng ta thế các số vào và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng. Chúng ta sẽ ra là 341 chia cho 96. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.